Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em. Thì hôm nay em sẽ gửi đến các bác một cái mẫu xe bên em đang chào bán. Trước mặt mọi người đây là chiếc Cruise LTZ sản xuất 2018 đến từ thương hiệu Chevrolet của Mỹ. Chiếc Cruise LTZ này mới chạy có 2 vạn 6 mọi người nhé. Một chiếc xe siêu lướt màu đen. Sản xuất 2018. Chiếc xe thì còn cực kỳ là mới mọi người nhá. Sơn si rất là bóng bẩy này. Biển số thì bên em đang tháo để rút hồ sơ mọi người nhá. Chiếc xe này là biển tỉnh. Bên em tháo biển để rút hồ sơ thì bác nào mua về thì chỉ việc ra tên thôi. Chiếc Cruise LTZ số tự động này sử dụng động cơ là 1.8. Một chiếc xe đi cực kỳ là đầm chắc, cách âm tốt. Đạp ga thì cũng rất là bốc. Phong dáng thì trẻ trung mọi người nhé. Chiếc xe này các bác nào về chạy gia đình hoặc là chạy xe dâu thì rất là đẹp này, vì cái phong dáng của nó này cực kỳ là đẹp, không bị lỗi thời mọi người nhé. Các bác đi 5 10 năm thì cái form dáng này vẫn rất là đẹp. Một chiếc xe đời cực kỳ là cao. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 480 triệu mọi người nhá, 480 triệu. Có thương lượng nhá. Có hỗ trợ trả góp cho các bác khu vực quanh quanh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận nha mọi người nhá. Em sẽ đi một vòng quanh xe để cho mọi người có thể quan sát được cái form dáng của chiếc xe nhá. Về form dáng của Cruise LTZ thì cực kỳ là đẹp rồi, miễn bàn luôn. Từ 2011 đến giờ thì cái form dáng của nó vẫn rất là đẹp. Mà chiếc này thì là một chiếc đời rất là cao, đời 2018, chạy có 2 vạn 6 mọi người nhá, vừa hết rốt đa. Đây các bác có thể nhìn thấy là một chiếc xe rất là dài, rất là trường xe. Nhìn rất là khỏe khoắn này. Đây là cái cụm đèn hậu phía sau. Xe được trang bị cảm biến lùi này và camera lùi. Đây là cam lùi này. Xe thì bên em đang tháo biển để rút hồ sơ. Các bác nào mua thì chỉ sẵn ra biển thôi. Ra tên, bấm biển. Em ở Thái Nguyên, các bác nào mà có nhu cầu mua thì alo cho em theo số điện thoại là 0968 288 444. Các bác kết nối Zalo để em gửi ảnh chi tiết chiếc xe này nhá. Xe nhà em bán ra thì cam kết với các bác là không đâm va tai nạn, không ngập nước. Các bác có thể test thợ hoặc là trích hãng thoải mái nhá. Phát hiện lỗi là bên em tặng xe luôn. Đây, các bác có thể nhìn thấy là la răng rất là sáng này. Chiếc này sử dụng la răng 17 inch nha mọi người. Nhìn rất là thể thao. Đây, la răng 17 inch này. Bản lốp chiếc này là 215 trên 50 giờ 17. La răng rất là to, rất là thể thao. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Form dáng thì cực kỳ là đẹp luôn. Sơn si bóng bẩy. Đầu xe thì được trang bị một bóng bi xenon. Một bóng bi xenon này. Siêu sáng, đèn gầm cũng là bóng bi nha mọi người nhá. Đây đèn gầm là bóng bi này. Giải đèn LED định vị ban ngày thì rất là đẹp đây. Hai bên đèn pha siêu sáng luôn. Sử dụng đèn bi xenon. Đèn gầm là đèn bi nốt. Một chiếc xe form dáng trẻ trung option thì cũng khá là nhiều. Đời rất là cao mà giá tiền thì chưa đến 500 triệu. Có hỗ trợ làm giả góp cho các bác nào thiếu ngân sách nhá. Lãi suất thì cực kỳ là hợp lý thôi. Lãi suất theo ngân hàng. Bên em nhận làm banh khu vực Thái Nguyên và các tỉnh lân cận nhé mọi người nhé. Chỉ cần các bác không nợ xấu là cũng là đều làm được hết nhá.
Còn xe nhà em thì cam kết là không đâm va tai nạn, không ngấm nước, keo chỉ zin cả xe, máy móc hộp số nguyên bản. Các bác có thể test thợ hoặc là trích hãng thoải mái nhé. Đây là nội thất của chiếc xe đây. Chiếc này sử dụng động cơ 1.8 thì tiêu thụ nhiên liệu là đường trường nó vào 8 lít. Còn các bác đi đường hỗn hợp thì nó vào khoảng 9 lít rưỡi đến 10 lít. Cũng cực kỳ là hợp lý thôi. Mang lại cho chúng ta cái cảm giác lái rất là đầm chắc. Đây các bác có thể nhìn thấy này, mọi chi tiết nhựa còn cực kỳ là mới nhá. Một chiếc xe sản xuất 2018, gọi là siêu mới rồi. Không thể không bàn đến cái độ mới của chiếc xe nữa. Keo chỉ zin cả xe mọi người nhá, không mất một phân keo chỉ nào. Đây, đây là hàng ghế phía sau này. Các bác có thể nhìn thấy trần nỉ này, rất đẹp này. Em quay nó bị ngược sáng thì nó hơi khó nhìn. Chiếc xe này trang bị cả cửa sổ trời nhá. Sang bên kia quay nó nét hơn. Đây các bác có thể nhìn thấy này, lốp vẫn rất là mới này. La răng rất là sáng này, phanh đĩa 4 bánh, ABS đầy đủ. Đây là logo Chevrolet này. Đây, các bác có thể nhìn thấy lốp rất là mới này. La răng rất là sáng. Trang bị chìa khóa thông minh và có nút mở và đóng cửa bằng nút bấm ở đây nha mọi người nhé. Rất là tiện lợi luôn. Đây, đây em đang khóa này, chỉ cần bấm thôi là mở. Đây là táp ly cửa của bên lái này. Đây là tổng nâng hạ kính, gương kính chỉnh điện, cụp điện, đèn đèn pha, đèn auto nha mọi người nhé. Đây, đèn auto này, có cruise control, có đàm thoại rảnh tay và phím điều hướng tích hợp trên vô lăng này. Đây cho các bác xem này, mọi chi tiết ốc bản lề này, các bác nhìn có thể quan sát này, vẫn có sơn dấu của nhà sản xuất nhá. Cam kết với các bác là chiếc xe hoàn toàn là không đâm va tai nạn, không cầm nước, máy móc hộp số keo chỉ zin hết nhá. Đây các bác có thể để ý những con ốc bản lề này, vẫn còn nguyên dấu sơn của nhà sản xuất nhá. Các bác có thể test thợ hoặc trích hãng thoải mái nhá. Riêng xe nhà em thì khuyến khích các bác là lên mang đi trích hãng. Xe không lỗi thì bên em cho các bác test thợ hay trích hãng thoải mái luôn. Chiếc xe này có trang bị đèn nổ start stop này, có điều hòa auto, có cửa sổ nắp, đèn pha tự động, cruise control, đàm thoại rảnh tay và phím điều hướng, gương kính chỉnh điện. Option thì rất là nhiều. Đây là cái hàng ghế phía sau đây. Rất là mới nha mọi người nhé. Mọi chi tiết còn cực kỳ là mới luôn. Tắp lô tắp đi. Xe này thì không bàn đến độ mới nữa mọi người nhé. Nó là đời 2018 thì một chiếc xe còn rất là mới rồi. Đây các bác có thể nhìn thấy cái con ốc bản lề này. Ốc và cửa vẫn rất là sáng và còn nguyên dấu sơn của nhà sản xuất. Đây là cửa sổ nóc này. Đây là start top. Điều hòa auto. Đây là cái tay nắm cần số này. Một chiếc xe thương hiệu Mỹ. Phong dáng thì rất là đẹp. Mà giá tiền thì chưa đến 500 triệu. Bên em đang chào bán với giá là 480 triệu. Và có thương lượng nhẹ cho các bác nhé.
Các bác nào chốt được chiếc xe này thì alo ngay cho em theo số điện thoại là 0968 288 444. Em tên là Dương ở Thái Nguyên. Đây là số km đã chạy đây. 2.6 mọi người nhá, 2.6. Em sẽ mở cái cốp lên cho mọi người xem cốp sau nhá. Đây các bác có thể thấy này, rất là sạch sẽ, cốp cũng rất là rộng này. Đây, sơ cua chưa hạ mọi người nhá. Các bác có thể nhìn thấy này, rất là mới luôn. Đây, lốp sơ cua đây, chưa hạ nhá. Mọi chi tiết thì còn hầu như là mới xuất xưởng nhá mọi người. Là em sẽ cho các bác xem cái quang máy. Trước này sử dụng động cơ là 1.8 mọi người nhá. Đây là cái khoang động cơ này. Các bác có thể nhìn thấy này. Nói chung là chiếc xe đời 2018 thì mọi chi tiết nó rất là mới mọi người. Còn xe thì bên em là cam kết là không đâm va tai nạn. Máy móc hộp số còn nguyên zin hết nha mọi người nhá. Keo chỉ zin cả xe. Tất cả các sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Tất cả các chi tiết trong và ngoài xe, cả gầy khoang máy, những cái sơn dấu này còn nguyên hết nha mọi người. Đây các bác có thể quan sát này. Bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại là 0968 288 444. Em thì có rất là nhiều crew ở Thái Nguyên, thì hầu như nhà em nhiều crew nhất. Nhà em còn số sạn có số tự động có nhé mọi người nhé. Số sàn thì nhà em đang có một chiếc màu trắng đời 2017, giá tiền chỉ chưa đến 400 triệu, 386 triệu. Thì em sẽ lên video trước đấy sau mọi người nhé. Và những chiếc xe đời cao từ 2016 trở lên thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp nhé mọi người. Quanh khu vực Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, các bác nào có nhu cầu cần hỗ trợ trả góp thì cứ alo cho em. Số điện thoại và đường link Facebook em có để dưới phần mô tả nhé mọi người nhé. Giờ em sẽ nổ cái máy này cho các bác nghe. Khởi động bằng nút bấm mọi người nhé. Đây. Đây. Các bác có thể nghe tiếng máy rất là êm nhỉ. Không hề rung lắc gì nha mọi người nhá. Rất là êm. Chiếc xe này em nhớ không nhầm là giá mới lăn bánh nó rơi vào khoảng hơn 700 triệu. Mà bên em bây giờ bán chỉ có chưa đến 500 triệu thì các bác rẻ được rất là nhiều tiền nhá. Tiết kiệm được một khoản cũng khá khá. Bên em đang chào bán với giá là 480 triệu. Có thương lượng nhẹ cho các bác nhá. Bác nào nhiệt tình thì cứ alo thẳng cho em. Em ở Thái Nguyên. Số điện thoại của em là 0968 288 444. Em sẽ để số điện thoại và đường link Facebook, Zalo ở dưới phần mô tả nhé. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Chiếc xe này bên em đang rút hồ sơ. Nên là các bác nào mua thì chỉ việc ra tên thôi.
máy nổ rất là êm. Một chiếc xe rất là mới đây, các bác có thể nhìn thấy cái dây giải đèn led này. Đèn chiếc này hoàn toàn là đèn auto nha mọi người, đèn tự động. Gạt mưa thì không có tự động, có cruise control, có đây ga tự động. Các bác có thể nhìn thấy này, mọi chi tiết rất là mới luôn. Điều hòa auto, cửa sổ nóc, gương kính chỉnh điện. Nói chung là một chiếc xe phong dáng đẹp, option đủ dùng. Chiếc xe này mà nhà sản xuất có thêm tí ghế điện nữa thì là tuyệt vời. Thiếu mỗi ghế điện. Chiếc xe này có ghế điện nữa thì không thiếu một option gì. Các bác xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông để cập nhật những cái mẫu xe bên em chào bán mới nhất nhé. Các bác có thể kết nối Zalo, em sẽ gửi ảnh tất cả những con Cruise bên em đang có nhé. Bên em hiện đang có Cruise màu đen, màu trắng, số sàn và số tự động rất là nhiều. Đời 2016 có, đời 2017 có. Còn chiếc xe này là đời 2018, chạy siêu lướt. Em lên sóng trước cho các bác có thể chốt được chiếc xe này. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại là 0968 288 444. Em tên là Dương ở Thái Nguyên. Xe nhà em thì cam kết với các bác là không đâm va tai nạn, không ngập nước. Các bác có thể dẫn theo thợ hoặc là chúng ta đến hãng để test cho các bác yên tâm. Giờ thì em cũng kết thúc video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác nhớ ủng hộ em bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại nha.